Xin chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh 98TV. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một chiếc xe tải hiệu TMT nhá. Thì mình đi qua đây mình thấy chiếc xe này bỏ hoang rất là lâu rồi. Theo mình nghĩ thì là cái công trình cầu đường này ấy, họ làm xong họ bỏ lại chiếc xe này nhưng mà không thấy ai mang về thôi. Chủ bỏ đây rất là lâu rồi. Thì giờ mình sẽ quay cho các bạn xem ở vùng quanh cái xe này có những cái gì và xung quanh cái xe này có những cái gì và trên cabin còn những thiết bị gì nha. Các bạn xem đây, chiếc TMT rất là to, biển đây này, 29C này, 53775 nhá. Con này chắc là ngày xưa là con xe ben chở đất đá cho công trình thôi, hiện tại thì cát ở đây cũng rất là nhiều này. Chắc là cát này chắc theo mình nghĩ là mới đổ thôi, còn cái xe này là trước là đã có rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ quay vòng quanh cho các bạn xem. Đây nha các bạn nha, đây là cái mặt trước của nó. Đây, con này là xe hiệu TMT đây. Hiện tại thì là kính kiếc đã vỡ toang hoang hết rồi. Thì không biết là ai lém hay là có ông nào ông đưa gái mú, ông đục lỗ, ông chui ở đây. Đây nha các bạn nha, TMT mô tô. Bây giờ mình sẽ quay vòng quanh xung quanh cho các bạn xem. Để mình đi vào để xem cái chữ này nó ghi là chữ gì. Đây các bạn này, đây nó là TMT. Cái này là cái gì, cái ký hiệu gì đây? Theo mình nghĩ là DF à, DF300. Đây là cái công ty vận tải này, Nguyễn Văn Bong, 13 tấn nhá, 13, 16, 30 tấn. Ủa, con này cũng khủng khiếp đấy. Cảng Cái Lâm, Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Kính vẫn còn đi xuống nhá. Cái này để chú mưa chú lắng này cũng rất là yên tâm. Ai đi đường mà qua đây mà thấy trời mưa lắng rông thì cứ nhảy ở đây mà ngồi, hoặc là đưa có em nào em biết thì cứ đưa ở đây ngồi nhá. Đây xe của nó này. Bên ngoài thì hoen gỉ hết rồi. Đây, hiện tại thì bánh xe đã kín mít, không còn cái gì cả. Bên dưới đây vẫn còn bánh xe nhá, nhưng mà hiện tại cây cối nó đã mọc um tùm hết rồi thì mình không thể vạch được, tại vì bên dưới này nó có nước này, rất là sâu rồi nên mình không thể lội được. Mình tí mình sẽ trèo lên đỉnh quay cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ đi vào trên thùng xe nhá, mình sẽ leo lên thùng xe cho các bạn xem. Khi qua mình sẽ quay qua cái gầm máy cho bạn xem đó. Đây cái bánh xe của nó này các bạn này, đây nhá, một lửa dưới đất mà gần chìm luôn, các hệ thống piston với chiếc giờ vẫn còn nhá. Đây mình sẽ quay các bạn xem. Đây bên trong hệ thống máy này, máy móc hầu như còn nguyên. Máy mình thử đến xem nào. Máy là bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 máy nhá. 6 máy rất là to, con TMT này. Cái hệ thống bên trong hầu như còn nguyên. Từ chỗ piston xi lanh này các bạn này, hệ thống ống xả này. Con nào có turbo nó anh nhá. Đây hệ thống ống xả và piston lưng đẩy thủy lực này. Lực này rất ngon, nhìn còn rất là mới. Nói chung là cái gì ở bên dưới xe mà không có mưa lắng ấy thì nó còn rất là nguyên nhé. Đây các bạn này, đây là cái trợ lực lái. Đây bây giờ mình sẽ leo lên thùng xe cho các bạn xem nhé. Đây hiện tại trong thùng xe này có rất là nhiều cỏ, đã bảo u tùm hết rồi này. Đây đằng sau nó là một cái ao. Đấy hiện tại mình đang đứng trên đỉnh thùng xe nhá. Đằng trước kia có một cây xăng kìa. Đây mình đang đứng trên đỉnh thùng xe đây. Thùng xe là nói chung là nó đã han hết rồi. Đã han hết rồi nhá. Không có gì ngoài cây cỏ. Đây cái mặt trước của nó trên thùng đây. Trên này đánh quanh có khi có rắn ấy. Bây giờ mình sẽ lên cabin quay em có các còn những cái thiết bị gì các bạn nhé. Đây cái cabin của nó đây, TMT đây.
ISO 9001-2008 đây, mình thử mở cửa có mở được không nhá. Theo mình nghĩ thì cái cửa chắc là vẫn mở được. À không mở được, cửa đã khóa rất chắc rồi. Nhưng mà trên này kính thì hạ rồi nhá, thì vẫn có thể vào được. Thì mình chỉ quay sơ bên trong thôi, cũng không cần thiết được vào. Đây bên trong này các bạn này. Đây, bên trong này hầu như là không còn gì nữa. Đã toang hoang hết rồi. Cái gì lấy được thì người ta đã lấy hết rồi nhá. Bây giờ hiện tại trong này người ta chỉ thiết kế cho được một chiếc giường luôn. Trên này coi như là không còn bàn ghế gì cả, chỉ để làm cái giường, để giường này để ngồi nhá, không làm gì nhá. Đây toàn bộ táp bô, táp pin các kiểu, dây điện, dây điếc, là còi kiếc là hết rồi nhá. Đấy, đây này. Đấy các bạn thì xem, chì chiếc theo mình nghĩ là chì chiếc với các cái thiết bị điện tử là hầu như vẫn lấy được nhá. Nhiều cái còn lấy được đấy. Các bạn nào muốn lấy cái gì thì cứ comment trong phần bên dưới video ấy, thì mình sẽ chỉ chối các bạn đến lấy nhá. Nói chung là còn nhiều thứ lấy được. Ở đây không, xe này không ai trông coi cả. Các bạn thích lấy gì thì lấy thôi, tháo gì thì lấy đấy nhá. Bên trên còn tương đối là đẹp. Đấy, phanh tay, phanh trước này. Ghế kia kìa. Cái ghế này mang về chế làm xe chế nhá. Đấy, cầu chì, cầu chiếc, cầu dao, dây điện, rồi những chiếc còi đèn là vẫn còn hết nhá. Kính như cái toang hoang hết rồi. Đây, mình sẽ quay sơ lược bên ngoài các bạn xem một vòng nữa nhá. Đây, hệ thống máy của nó. Cái tay thủy lực mà đẩy cái ấy lên còn rất mới nhá. Đây, các bạn nhìn thấy này, tương đối là mới. Đấy, đây. Nhìn rất là đẹp. Thương hiệu Trung Quốc chính hãng, không phải của Tàu đâu nhá. Đây, xung quanh của nó đây. Đây đằng sau 29C đây, 53775 đây. Bên dưới này hôm nay thì quá nhiều cỏ, mình không thể quay được. Bây giờ mình sẽ quay một vòng bên đằng sau cho các bạn xem. Đấy, tất cả mặt trước của nó đây này, hầu như chiếc xe đã chìm gần một nửa dưới đất rồi nhá. Đây là mình đang quay mặt bên đằng sau nhá. Bên sườn của nó đây, bên sườn phải. Đấy, bánh xe đã chìm bên dưới rồi. Đây bánh xe, bánh lái phía trước này chìm bên dưới rồi. Lọc gió, cũng lọc gió này thì đã gãy cổ hết rồi. Bên này kính vẫn còn nguyên nhá, chưa vỡ đâu. Để tí nữa mình táng cho hòn đá này cho nó vỡ cho nó đều nhá. Giờ các bạn kìa, bên kia thì không nhìn thấy bánh đâu, nhưng mà mình đứng bên này thì đã nhìn thấy hết bánh nhá. Con xe ben 4 chân. Một đôi lốp sau kìa, hai đôi lốp sau là 4 lốp, 8 lốp tất cả. Đấy, sơ lược chỉ có vậy thôi. Còn các bạn nào mà muốn mình quay kỹ hơn về cái thiết bị gì đó thì cứ comment phía dưới cho mình. Các bạn xem video ấy mà thấy hay ấy thì nhớ bấm vào nút đăng ký nhá và like để ủng hộ mình. Mình tìm cho các bạn những chiếc xe cũ kỹ, hoang nhất, bỏ lát nhất quay cho các bạn xem nhá. Xin chào tạm biệt các bạn.